Rồi, chào các bạn đến với kênh Săn Bắt Miền Quê của mình nha. Kênh mình hiện nay tiếp tục đi săn bắt các bạn ơi. Tình hình thì không ổn rồi, mới sáng sớm mà các bạn thấy nè. Mưa gió bão bùng luôn các bạn. Giờ mình tranh thủ mình đi thăm mấy cái cửa ngọc bên này có thu hoạch gì không nha. Cái đầu tiên mình đặt ở cái ruộng nè các bạn. Giờ mình xuống mình thăm nha, giờ mưa quá trời các bạn thấy mưa không? Bầu trời đang thui luôn nữa các bạn. Mới sáng sớm mà tình hình đi quấy này là thấy không ổn rồi. Thôi tranh thủ mình đi thăm các bạn coi chuyến đi săn bắt của mình nay có thu hoạch được gì không nha. Giờ mình đặt máy đây mình xuống đó mình thăm các bạn, chứ giờ lội của mình khó quay quá. Rồi đi thăm thôi các bạn ơi, các bạn theo dõi kênh mình coi nay mình có thu hoạch được gì không nha. Rồi mưa gió bão bùng các bạn, tranh thủ. Rồi chào các bạn đến với kênh Săn Bắt Miền Quê của mình nha các bạn. Nay mình đi thăm cái cửa ngục mà hên quá cái cửa ngục này còn nó không mất nữa các bạn. Đó. Ta trục cái đường này cái cửa ngục đó chắc nó bị dập xuống nè. Giờ cái mình tiến hành thăm cái cửa ngục đầu này nha các bạn. Coi kìa. Có dính gì không nha. Trời ơi xình quá trời luôn. Quá trời xanh luôn rồi. Trời ơi dính chuột cũng nhum lên nữa bạn. Cũng nhum quá trời bự luôn chết. Bắt con chuột ra luôn các bạn. Xanh lên luôn rồi. Ghê quá. Chuột mới vô cũng ngục luôn bạn. Ôi. Cá trê thì nó đã chết quéo quéo rồi. Các bạn. Có được mớ cá mà cũng chết. Chết nhiều quá. Rồi giờ mình bắt mấy cá rồi các bạn. Có con tài dưới nước giờ không bắt được, mình bắt phát mình quay lại cho các bạn xem nha. Được cá cũng nhiều các bạn. Mình bắt ra xem mà quay thành quả cho các bạn xem nha. Cá trê thì nó đã chết quéo quéo rồi. Cá chốt nhiều rồi. Rồi cái kết quá đau lòng cho cửa ngục mình các bạn ơi. Cá nó chết quá trời luôn.
Bạn thấy cá chết quá trời luôn. Cái chốt còn bành bành nữa bạn. Một cá trê chết nè. Cá trê này dở quá. Hai cá trê chết nữa nè. Ba cá trê chết luôn. Ui, quá đen bạn. Rồi thăm cá tiếp theo bạn. Rồi mình thăm cái cửa ngục thứ hai bạn. Đi thăm này dính cá nhiều mà chết nha. Cái cửa ngục thứ nhất nãy mình bắt được mới còn mới cá chốt cái bổi nữa bạn. Còn dính 7-8 con cá trê gì mà chết không bắt được nha. Chết rồi mình bỏ không bạn. Mới đặt có từ sáng giờ mà chìm xuống dưới cho nên nó chết nhiều quá. Này là mới cá bổi nha. Chốt rồi mà, cái chốt này cũng ngon lắm nha, kho tiêu là hết sảy nha. Rồi, dưới đường kinh này giờ còn có cái mình thăm tiếp rồi. Trời ơi, dính lại một con cá trê nữa chết. Queo rồi. Chưa thăm rồi. Chưa có thăm gì trên rồi thấy con cá trê rồi nó chết queo rồi, thấy thấy thối hẻo rồi bạn. Hai con cá trê luôn bạn. Quá đau lòng chứ. Nè bạn thấy không? Vô từ sáng giờ mình không thăm mà chết nha. Hai con cá trê chết queo luôn. Này bỏ luôn chứ ăn uống gì các bạn. Ồ, bữa nay chết nhiều quá. Thăm cái đầu này coi đi. Vớt vát được gì không nha, chứ đầu đẳng mà thấy. Trước mắt là thấy hai cái trê nó chết thì thấy lỗ rồi. Lỗ vốn rồi bạn. Đầu này thì còn được mấy cá trê còn sống rồi. Hai ba con gì á. Hai ba con gì còn sống mà. Giờ đắt ra luôn nha. Ba cá trê các bạn. Ba con. Ba cá trê các bạn. Rồi coi như cũng có thu hoạch đủ ăn nha. Lát về mình sẽ quay lại cái thành quả của bữa đi thăm cửa ngục ngày hôm nay cho các bạn xem nha. Cũng có cá nữa các bạn.